Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính sau. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Hiệu quả kinh tế từ hợp tác xã nông sản Trường Thủy. Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 7, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, kết quả của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và tình hình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri thị xã Ba Đồn thời gian qua. Cử tri thị xã Ba Đồn đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Cử tri cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến kiến nghị về một số vấn đề như cần đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Quảng Hòa - Quảng Sơn, phục vụ tốt việc đi lại của người dân, quản lý tốt vấn đề đất đai ở Quảng Hòa và Quảng Minh, chế độ bảo hiểm y tế cho thanh niên trung phong, cần sớm triển khai thi công dự án thủy lợi Rào Nan phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trên sông Danh, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô và một số đề xuất kiến nghị khác. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7, ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 tại thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy báo cáo kết quả nội dung kỳ họp thứ 10 và tình hình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri trong thời gian qua. Sau khi nghe báo cáo, cử tri các xã Hoa Thủy, Sơn Thủy, Phù Thủy, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh đã bày tỏ vui mừng và đồng tình cao trước những kết quả của kỳ họp cũng như tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề cử tri thắc mắc. Cử tri thị trấn Nông Trường Lệ Ninh phản ánh hiện nay trên địa bàn thị trấn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề xe ô tô quá khổ quá tải đang hoạt động ảnh hưởng đến hệ thống đường giao thông nông thôn liên thôn liên xã. Để xứng tầm một đô thị văn minh, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh vẫn còn nhiều tuyến đường trung tâm đang xuống cấp, cần đầu tư nâng cấp sửa chữa, tránh hiện tượng nước ngập vào mùa mưa, bụi ô nhiễm vào mùa khô. Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân huyện Minh Hóa đã trồng mới 950 ha rừng tập trung, đạt 94,4% so với kế hoạch. Theo kế hoạch năm 2019, huyện Minh Hóa phấn đấu trồng mới trên 1.006 ha rừng tập trung. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân toàn huyện đã trồng mới được 950 ha, đạt 94,4% kế hoạch. Để đảm bảo chất lượng cũng như diện tích, những tháng cuối năm 2019, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn của huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng mới. Bên cạnh đó, huyện Minh Hóa cũng tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật. Đặc biệt, huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô năm nay. Với mong muốn đem sản phẩm nông sản sạch đến người tiêu dùng, Hợp tác xã nông sản Trường Thủy, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch không chỉ là cơ sở sản xuất tinh dầu lạc sạch cung cấp cho thị trường, mà còn đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm lạc của bà con nông dân. Năm 2018, vợ chồng chị Đinh Mai Hoa và anh Phạm Hồng Nam đã mạnh dạn vay vốn để thành lập Hợp tác xã nông sản Trường Thủy. Nhờ đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị nhập khẩu, áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến, nên sản phẩm dâu lạc của Hợp tác xã được cơ quan chức năng cấp chứng nhận để bán ra thị trường. Hiện nay, Hợp tác xã cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương và hàng chục lao động thời vụ. Từ lúc hợp tác xã hình thành thì mấy anh em công nhân vào xin làm việc tại đây thì cái chế độ quyền lợi của anh em được hưởng là rất là đảm bảo, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế so với những xí nghiệp khác là cùng ngang nhau, là chế độ quyền lợi anh em được hưởng là đều như nhau cả. Còn mức thu nhập hàng tháng của công nhân là 6.500.000 đồng trên một người, thì so với cái mức thu nhập đó thì cũng đủ để cho anh em công nhân lo cho cuộc sống sinh hoạt của gia đình hàng ngày. Hiện nay
Sản phẩm rau lạc của hợp tác xã đã được bày bán tại các siêu thị, các cửa hàng nông sản sạch trong tỉnh và được xuất bán ra các thị trường ngoài tỉnh. Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã sản xuất được 4.500 lít dầu, doanh thu đạt 350 triệu đồng. Sản phẩm được chiết xuất từ tính cái dầu lạc, cái giá thành nó cao hơn so với cái giá các cái loại dầu khác trên thị trường, trong chợ. Cho nên sản phẩm dầu lạc Trường Thủy thì chỉ có là bán trên cái chuỗi cửa hàng nông sản sạch và toàn bộ cái hệ thống siêu thị trên toàn tỉnh. Cái hướng sắp tới thì hợp tác xã cũng đã liên hệ với một số cái nhà phân phối lớn tại khu vực phía Bắc để có thể lên chuyển cái sản phẩm ra để cho các cái nhà phân phối đó là họ phân phối lại cho toàn bộ cái hệ thống siêu thị cũng như cửa hàng nông sản sạch ở cái khu vực phía Bắc Hà Nội rồi là các cái tỉnh ngoài Bắc ngoài kia. Điều đáng ghi nhận, hợp tác xã nông sản Trường Thủy còn chủ trọng đến khâu liên kết với nông dân trong huyện và các vùng lân cận. Hàng năm, ngay từ đầu vụ, hợp tác xã đã ký hợp đồng thu mua sản phẩm lạc với bà con nông dân tại địa bàn huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất của hợp tác xã với giá cả ổn định. Nhờ vậy, bà con nông dân có nguồn thu nhập đáng kể và không sợ bị tư thương ép giá. Hợp tác xã dịch vụ Trường Thủy ra đời thì nó tạo công ăn việc làm cho một số bà con nhân dân về cái lĩnh vực lao động. Ngoài ra, cái việc báo tiêu sản phẩm và đầu ra cho người nông dân, đây là một cái biện pháp để kích cầu trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng. Những cái vùng mà lúa khó khăn, hiệu quả thấp, ít nước, thì bây giờ chúng tôi tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chuyển qua trồng lạc. Và ngay cả trong cái phạm vi của địa phương thì ngoài ra thì các xã trong huyện cũng đã thực hiện cái việc trồng lạc này, và đơn vị đã có cái sự đối ứng cung cấp về vật tư giống ngay ban đầu và có cam kết về ổn định cái đầu ra, cho nên cũng tạo được cái sự hài hòa giữa người dân với hợp tác xã. Có thể thấy việc thành lập hợp tác xã nông sản Trường Thủy còn hướng tới việc đưa sản phẩm dầu lạc Trường Thủy đại diện cho xã Quảng Trường trong chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời góp phần tích cực vào việc tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân trên địa bàn. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Thời gian qua, cả cấp Công đoàn huyện Quảng Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực đối với các tổ chức công đoàn và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với mục tiêu mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động. Vận động cán bộ đoàn viên kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 100 triệu đồng, các công đoàn cơ sở tại địa bàn xã Quảng Châu quyên góp 30 triệu đồng để nâng cấp nhà không vui cho giáo viên trường tiểu học số 2 Quảng Châu. Các công đoàn cơ sở tại địa bàn xã Quảng Xuân đã đóng góp kêu gọi công ty Nguyên Anh xây dựng sân bóng chuyền cho thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, trị giá khoảng 50 triệu đồng, hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng mái ấm công đoàn cho chị Hà Thị Thu Hoài, trường tiểu học và trung học cơ sở Quảng Trường, hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Minh, công đoàn xã Quảng Phương. Ngoài ra, cả công đoàn cơ sở còn triển khai nhiều công trình phúc lợi khác và tổ chức thăm hỏi động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy. Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí là một trong những hoạt động nhân đạo thiết thực do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đây là hoạt động góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Qua đây, nhằm tuyên truyền, vận động nguồn lực của cả cấp các ngành, đoàn thể tham gia ủng hộ hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận với dịch vụ y tế. Năm 2019, Quảng Bình được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 120 triệu đồng để thực hiện chương trình này tại 3 địa phương trên địa bàn tỉnh. Văn Thủy là địa phương thứ 2 được thụ hưởng từ chương trình. Theo đó, 300 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy thăm khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, mỗi người còn được nhận một túi thuốc gia đình để có thêm thiết bị sơ cứu ban đầu khi gặp các tình huống tai nạn trong lao động sản xuất. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy cũng đã trao quà cho các em học sinh trường mầm non Văn Thủy và 7 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại huyện Bố Trạch, Hội cựu chiến binh huyện vừa tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Văn An ở thôn Tân Hồi, xã Liên Trạch. Cựu chiến binh Nguyễn Văn An, 86 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vừa mất sớm, bản thân thường xuyên đau ốm, hiện sống cùng con trai đang bị bệnh. Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể, cựu chiến binh Nguyễn Văn An đã được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Sau hơn một tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Trong đó, Hội cựu chiến binh huyện Bố Trạch hỗ trợ 22 triệu đồng trích từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội. Số tiền còn lại do gia đình, người thân và cấp ủy chính quyền xã Liên Trạch đóng góp. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và chưa có vaccine để phòng bệnh hay có thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay, thời tiết nóng ẩm thất thường tạo điều kiện cho muỗi sốt xuất huyết sinh trưởng phát triển gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế Quảng Bình đã chỉ đạo cả đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống, không để sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng. Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn là một trong những phường trọng điểm được chọn để triển khai chiến dịch phòng chống dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, hàng năm, trạm y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường kế hoạch hoạt động phòng chống dịch cụ thể. Từ đó, nêu cao trách nhiệm và sức mạnh chung trong công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Bên cạnh đó, trạm y tế đã xây dựng mạng lưới công tác viên là những cán bộ phụ nữ, cán bộ y tế của các tiểu khu, công tác viên được cung cấp đầy đủ các kiến thức phòng chống sốt xuất huyết. Từ đó, theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh, giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ trên địa bàn mình phụ trách. Trước tình hình có dịch sốt xuất huyết, thì trạm y tế đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết, phối hợp với y tế thôn bản là tuyên truyền cho người dân là khi mà có bị bệnh mắc sốt xuất huyết thì phải đến cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là trạm y tế, chứ không tự ý điều trị. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, trạm y tế phường đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết trong toàn dân với các hình thức như phát tờ rơi, nói chuyện trực tiếp. Đặc biệt, đội ngũ công tác viên của trạm thường xuyên đến thân các gia đình, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chôn hoặc úp các vật dụng chứa nước không cần thiết trong vườn nhà. Vận động người dân đi ngủ phải nằm màn, phạt quăng cây cối, bụi rậm, khơi thông cống rãnh, triệt phá những nơi muỗi sốt xuất huyết sinh trưởng phát triển. Vừa rồi thì có trạm y tế của cả cấp có về trao đổi với dân thì cũng cho thuốc xịt muỗi là diệt các vi khuẩn như các lúp, các cái nước đồng, thì là nói chung gia đình vệ sinh sạch sẽ. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là các bệnh viện, công tác tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết cũng được tập trung triển khai từ việc sàng lọc bệnh nhân tại phòng khám bệnh đến bố trí giường bệnh, nhân lực và các yếu tố khác nhằm đáp ứng tốt công tác điều trị và dự phòng lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết đến các bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện. Với quyết tâm khống chế và kiểm soát dịch bệnh, không để dịch xảy ra trên diện rộng, ngành y tế đang tập trung nguồn lực để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có dịch xảy ra, ngành y tế còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ đầu năm đến nay, thì Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy đã khám và điều trị cho 23 bệnh nhân, trong đó 12 trường hợp bệnh nhân nhi. Chúng tôi đã khám, phân loại mức độ bệnh xuất huyết và đã điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Ngành Y tế Quảng Bình cũng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, kết hợp với kêu gọi sự vào cuộc của cả cấp các ngành. Đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, nhất là tại các xã phường trọng điểm, giám sát, đánh giá chủ động tại các địa phương có ổ dịch cũ. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai ngay việc xác minh, ghi nhận các bệnh đầu tiên và xử lý theo quy định của Bộ Y tế, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trước tình hình đó, thì như vậy là ngành y tế tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt cái công tác phòng chống sốt xuất huyết, hạn chế tối đa những cái hậu quả do dịch bệnh này gây ra. Đặc biệt là đối với công tác chuyên môn thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cái trung tâm y tế tổ chức tốt cái vấn đề là giám sát các cái ổ dịch cũ, rồi giám sát các cái ổ dịch đã phát sinh, phát hiện các cái bệnh nhân sớm để có cái phân loại
tổ chức điều trị cho đúng tuyến. Trong thời gian tới, để công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự chung tay của toàn xã hội nhằm từng bước đẩy lùi dịch bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có ăn thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào dập hết lửa mới ra về. Nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy, hoặc liên hệ về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình theo các số điện thoại 0912037673, 0913203199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 80%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 78%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 76%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 42 đến 80%. Khu vực thị trấn Văn Lão mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 77%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 42 đến 67%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ, độ ẩm từ 43 đến 64%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 68%. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.